Thưa quý vị, trái phiếu công ty Việt Nam chào bán ra thị trường quốc tế ế ẩm. Theo tin VN Express, các công ty Việt Nam chào bán đến 1.75 tỷ Mỹ Kim trái phiếu ra thị trường quốc tế, nhưng chỉ bán được 300 triệu Mỹ Kim. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được gọi tắt là HNX, vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu công ty đến hết tháng 8 năm 2019. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2019, có 5 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế. Tuy nhiên, duy nhất chỉ có một lô 300 triệu Mỹ Kim kỳ hạn 3 năm của ngân hàng được gọi tắt là TMCP Việt Nam, Thịnh Vượng, VPBank và các phát hành thành công. Các ngân hàng Việt Nam tìm đến thị trường trái phiếu quốc tế huy động vốn để tuân thủ các quy định an toàn tín dụng và đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng gia tăng. Vào tháng 6 năm nay, ngân hàng tiên phong TPBank cho biết họ có kế hoạch phát hành 200 triệu Mỹ Kim trái phiếu quốc tế, trong khi ngân hàng VP Bank công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá đến 1 tỷ Mỹ Kim. Đến tháng 8 năm nay, ngân hàng TMCP Sài Gòn, Hà Nội SHB lên kế hoạch phát hành 500 triệu Mỹ Kim trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore nhằm mục đích tăng vốn và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn ngoại tệ trong nước. Thưa quý vị, trong khi đó, HNX ghi nhận có 534 đợt phát hành trái phiếu trong nước với tổng đăng ký hơn 239 tỷ Việt Nam tỷ đồng của Việt Nam, trong đó có 158 tỷ Việt Nam tính là tỷ đồng được mua thành công, tỷ lệ là 66%, với các đợt chào bán trái phiếu có kỳ hạn bình quân là 4.49 năm, kính thưa quý vị.